Nếu như Molière được coi là nhà hài kịch vĩ đại nhất thế kỷ 17, thì tại Việt Nam, Lưu Quang Vũ cũng được đánh giá là nhà viết kịch xuất sắc của thời kỳ hiện đại. Trong lịch sử sân khấu nước ta, thời kỳ của Lưu Quang Vũ có lẽ là thời kỳ sôi động, giàu sức sống nhất và thăng hoa nhất. Các nhà hát, các đoàn nghệ thuật kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, dân ca đều muốn dựng vở của Lưu Quang Vũ. Các đạo diễn hào hứng dàn dựng và các diễn viên mong mỏi được hóa thân vào các vai kịch của ông. Cái tên Lưu Quang Vũ lúc bấy giờ có một sức hút ghê gớm với giới nghệ thuật và công chúng cả nước. Cứ hoàng hôn đến, tất cả các cửa rạp, nhà hát đều kính cẩn, vé xe rất nhiều, người tới sân khấu một cách nồng nhiệt. Và đó là một cái thời điểm huy hoàng. Không biết Lưu Quang Vũ sinh đúng thời hay nhờ có Lưu Quang Vũ mà sân khấu đã có những cái đỉnh cao của những năm 80. Những tác phẩm của anh nó đi vào những cái gọi là cái tiếng lòng của công dân, tiếng lòng của quần chúng trong cái giai đoạn đó. Như có thể nói là, như mọi người nói là, như là một cái đột phá khẩu về cái thời kỳ đổi mới. Kịch Lưu Quang Vũ đi thẳng vào những vấn đề nóng bỏng nhất, tươi rói nhất. Ngay từ thời đó, ông đã nhìn ra trước được những điều cần phải đổi thay của cơ chế quan liêu bao cấp và dũng cảm nói lên tiếng nói đổi mới. Ông không ngần ngại bước vào những vấn đề xã hội nhạy cảm để bóc tách, phê phán và đấu tranh. Nhưng đấu tranh không phải để phá phách, để lật bỏ, mà để dựng xây. Kịch Lưu Quang Vũ đầy ắp tính triết lý nhưng cũng rất nhân văn, luôn hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ. Đặc biệt, những vở kịch của ông luôn lấy con người làm trung tâm và đề cao những giá trị con người. Vũ có một lòng dũng cảm nghề nghiệp, bộc lộ được cái thiên năng của một nhà thơ bước sang sân khấu kịch, và Vũ đặt ra những vấn đề về cá nhân con người. Trước Vũ, chữ cá nhân không được nhắc tới. Tôi đánh giá rất cao tôi và chúng ta. Khi vang lên chữ tôi, nhưng chữ tôi đó được đặt trong chúng ta. Còn trước kia là chữ chúng ta trùm lên tất cả. Không phải là những con người cao sang gì cả, họ bình dị với những công việc rất bình dị. Nhưng cái vấn đề chính là từ những con người bình dị đấy lại làm được những điều rất lớn lao. Và đó mới chính là cái tính nhân văn hay là tính nhân đạo của Lưu Quang Vũ. Hơn 50 vở kịch Lưu Quang Vũ sáng tác chỉ trong vòng 8 năm, từ 1980 đến 1988, là một sản nghiệp đồ sộ không phải người cầm bút nào cũng dám mơ ước. Trong số này, Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt được đánh giá là tác phẩm xuất sắc và có tầm nhất của Lưu Quang Vũ. Đó không còn ở phạm vi một tác phẩm thông thường, mà đã vượt lên mang tính triết học sâu sắc về cuộc sống và con người, dựa trên các cặp phạm chủ triết học, hình thức và nội dung, cái tốt đẹp và cái sâu xa. Năm 1988, khi mang cái vở Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt của Lưu Quang Vũ đi diễn tại Mỹ, lần đầu tiên cũng có những cái cảnh mà chúng tôi cũng không ngờ đến, tức là sau vở diễn kết thúc thì đối với công chúng ngoại quốc mà người ta có thể đứng độ 10 phút liền để vỗ tay hoan hô. Và nhà phim văn học nổi tiếng của Liên Xô cũ có hỏi thì tôi có nói là tác giả này chưa đầy 40 tuổi. Và khi nói chưa đầy 40 tuổi thì ông ta không thể tưởng tượng được. Và ông ta đã nói ngay rằng tôi không thể nghĩ người tác giả viết cái vở kịch này mà lại trẻ đến như thế. Vì tôi nghĩ rằng ông ta phải là một triết gia. Lưu Quang Vũ đã dừng lại hành trình cuộc đời mình 35 năm trước. Nhưng những tác phẩm của ông vẫn còn đi tiếp tới tận hôm nay với một sức sống bền bỉ. Minh chứng là ở thời điểm này, nhiều nhà hát, đoàn kịch vẫn dựng lại các vở kịch của ông. Các sân khấu nhà hát thường xuyên sáng đèn với những mùa kịch Lưu Quang Vũ. Kịch của cô tác giả Lưu Quang Vũ chưa bao giờ cũ, và tôi tin rằng sẽ không bao giờ cũ. Bởi góc nhìn, nhân sinh quan, thế giới quan của ông nó rất gần gũi nhưng nó vô cùng sâu sắc. Đặc biệt nữa là tính dự báo cũng như là những vấn đề xã hội. Kịch bản của Lưu Quang Vũ nó ngồn ngộn chất sống ở trong đấy. Các vấn đề ông ấy đưa ra nó rất là gần gũi với cuộc sống. Trong ấy nó đầy chất đối thoại. Đọc kịch bản của anh ấy xong, mỗi một đạo diễn cảm giác rằng mình vẫn có không gian để mà mình thể hiện. Kịch Việt Nam là phải nhắc tới Lưu Quang Vũ. 100 năm kịch Việt Nam thì trong đấy là có một giai đoạn, cái giai đoạn phát triển ấy của kịch ấy, đó là giai đoạn Lưu Quang Vũ.
những khán giả của nhiều thập kỷ qua, những người xem hôm nay và có lẽ cả nhiều năm sau này vẫn cứ rung động và trăn trở với những vấn đề Lưu Quang Vũ đặt ra. Bởi ông không chỉ là một tác giả thời sự, mà Lưu Quang Vũ là một tác giả của thời đại mà chúng ta đang cùng sống.